Rồi mình xin chào cả nhà buổi sáng luôn nha. Rồi, buổi sáng cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn một buổi sáng an lành hạnh phúc nha. Chúc anh em nông nghiệp mình đi thăm bảy chúng lớn nha. Nay cái vườn cam bên đây người ta đốn trống lỏng hết trơn cả nhà. Cam ghẻ quá hay sao người ta đốn bỏ nguyên cái vườn trà bá luôn. Thì đây lúa này cũng còn trái mè cả nhà. Rồi trước tiên vô thăm cái bẫy đầu tiên thì cho cả nhà xem đồ nghề của mình luôn. Mình có lấy ba cái bẫy xích cua cả nhà. Đây chuột lúa, tôi lưới, lưới thì nằm bên đây. Thăm cái luồng này cũng nhiều chiến này mà không biết chiến này nó sao đây. Chiến rồi nó cũng trúng dữ lắm. Mà dính tận gắn ba nhiều cả nhà. Rồi tới cái bẫy đầu tiên mình quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem luôn nha. Rồi tới cái bẫy đầu tiên của mình luôn. Bẫy này chiến rồi mình thăm dính được con hình hình ba nè, bên qua ta đốn cây không biết còn bẫy không. Cái đợt khu này thì mình có hai cái này, khui cái bẫy vẫn còn, nó hơi xa cả nhà. Ủa dưới cái gì mà nặng dữ ta, ồ dưới có hàng vậy cả nhà, nặng nặng. Đúng rồi, có hàng. Cái bẫy này chiến vừa mở hàng cũng dính nè. Còn hành nhầy nha. Đây, phần nó ị tới khô eo hết trơn. Quá ngon luôn. Cái đầu tiên đã may mắn rồi. Rồi, tới cái tiếp theo mình quay chia sẻ luôn đó nha. Rồi, cái bẫy thứ hai mình tan nát. Không biết còn bẫy không đây. Bẫy này không còn, chắc còn chắc cũng sập lép luôn. Ôi cái bẫy thứ hai của mình hỏng hơn nè, còn bẫy hơn nè, còn chắc cũng xẹp luôn á. Cái bẫy mình nặng bao nhiêu, chắc xẹp lép luôn rồi. Đây cái bẫy mình nặng này hên không xẹp. Ủa cái gì nặng nặng vậy, có khi có hàng. Ù nặng dữ lắm luôn cả nhà, nặng luôn, hên quá. Cái bẫy không bị đạp mà còn dính nữa. Ôi ôi má ơi, con ngựa, con ngựa này cả ký lô cả nhà, hết biết con ngựa luôn. Hai cái dính hai con, hết thân con ngựa này luôn, nó bự. Cái này mà con hành một cái nè, không biết mừng cỡ nào luôn đó nha. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Tới cái tiếp theo mình chia sẻ. Khu này hai cái dính hai con luôn. Rồi thì mình qua khu mới rồi cả nhà. Khu này thì mình có bốn cái, còn một khu kia thì mười mấy cái. Cái bẫy này mình thăm chiếc này không dính là mình rút luôn. Trống lỏng. Rồi chuột còn luôn, chứng tỏ đây không có gắn, chạy nền thôi cả nhà. Rồi trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này hình như chiến gùi dính hổ ngựa nè. Chiến này nó có dính gì không, hai cái bẫy này là dính gắn liên tục luôn, chiến nào cũng có dính. Cái bẫy kia không dính là cái bẫy này dính, còn cái bẫy này không dính thì thua luôn. Nặng không, ôi chuột viên sinh rồi cả nhà, kiến bù quá nè. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái cả nhà. Bẫy này mình cũng mới chạy nền, chủ vườn đang tưới nước ở trong đó. Mới chạy kịch 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 kịch. Bẫy này sao mới chạy nền. Chờ có phân luôn. Đây phân nó dằn tới đây luôn. Phân này phân xanh luôn nè, không biết lớn hay nhỏ nha. Hy vọng là hàng khủng cái ra. Rồi nhẹ té luôn. Ồ em hành nhầy gì vậy? Đây em hành nhầy vậy cả nhà. Rồi ốp máy ra, mình ra mình bắt gắn luôn cả nhà. Rồi tiến hành bắt ba con gắn ra luôn cả nhà. Hai con hành, một con ngựa. Một con ngựa khủng à. Con ngựa này mình bán tầm 1 ký.
nặng dữ lắm, nặng. Mới thăm vô khu này 4 cái, khu kia 2 cái, cái khu kia 2 cái dính 2 con luôn, 2 con mà dính toàn một em hành nhì, em hành em ngựa. Còn ngựa này thì dữ lắm, ngựa luôn. Chuyến rồi thì 2 cái dính đường con, chuyến này 2 cái dính 2 con luôn. Con này quá dữ luôn. Bào tai mới được con bự bự vậy, nó cắn một cái là xịt máu. Dính phải nó cứ quá dữ luôn đó nha. Con này muốn chất lượng ký cũng 900, hết biết con ngựa luôn. Con này đâu có thua hổ heo đâu, quá đã luôn. Con này mập lù luôn, hết biết con ngựa. Thấy người ta dọn mình tưởng nó có bẫy mình xẹp vậy chứ. Ngựa đầu tiên mới vô mở hàng ta lấy. Đây là con hành nhì. Cái khu cái luồng này mình thăm cũng mấy chiếc thắt, cũng ít thắt mà dính toàn hành, nó cũng trúng nhưng mà hành ba nhiều cái nha. Còn cái khu kia một khu nữa. Con này thì nhì, 3 lạng khỏe ru. Không biết cái luồng kia sao đây, cái luồng kia chiến gội trúng hơn cái luồng này, cái khu này. Cái khu kia thì tới 10 mấy cái, 20 cái. Con này thì cũng nhì luôn, sáng làm 2 con nhì, hành nhì ngon nha. Đấy. Cái luồng này có tương lai chúng nữa. Nó nhảy ra luôn, ghê thiệt chứ. Đây cái nhà hơn ký rồi, nó ngon. Ngày là đi hết hết mệt rồi đó. Rồi tới cái tiếp theo quay chia sẻ luôn đó nha. Rồi, trong này mình cũng có 1 cái đó nha. Cái bẫy này cũng mới chay nền. Chiếc này chiếc thăm này thứ 2. Chiếc rồi thì chuột chết. Chiếc này nhẹ tơn luôn. Rồi vẫn là em chuột nguyên sinh. Ốp máy luôn đó nha. Mình chút ổn đang phát giường đó nha. Ở đây mình cũng có 1 cái bẫy luôn. Đi thăm luôn giờ sao. Bẫy này cũng thường dính gắn lắm luôn. Ồ có phân à. Ồ nặng. Lú cái đầu ra đó nha. Con này cũng bự dữ lắm luôn. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có 1 cái luôn. Bẫy này chiến rồi cũng dính được con hành nhì chà bá nè. Hình như trong đó mình còn có 1 cái bẫy nữa. Mà mình thăm 2 chiếc mình không có đi thăm vì sót đó cả nhà. Bẫy này sao đây, chiếc gồ dính con hành quá ngon. Mình nghĩ chiếc này chắc nó không chạy đâu, trống lỏng luôn. Biết cầu quyên sinh chứ. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi, cái bẫy này hình như ở đây mình có 1 cái nè mà mình quên thăm đâu 2 chiếc à. Ý sao, cố gắng chắc cũng chết veo véo à. Đúng rồi, cái bẫy mình còn sót thiệt. Quá rồi con hành. Dính con hành bự lắm đó nha. Đây.
quên hai ký không thấy còn sống nữa. Rồi chết ngắt cái gì rồi. Ôi con hành nhất, hành cho bá luôn, nằm im ru vậy. Ồ còn sống cả nhà ơi, quá ngon. Quên hai chén mà mình không có đi thanh nè, mình tưởng mình rút, mình nhớ lại thành ra rồi. Đó. Còn hành nhất cho bá luôn chứ, hết biết cái đầu này. Quá êm. Còn này sao 700g phải ru. Ở nhà xem thân nó vô rất lâu luôn. Con này chắc con vô chuột mới xử, bịch lúa mới nhẩm nhẩm à. Vô tới một ốm gì luôn à. Con sao ốm dữ. Quá ngon, quá đã rồi. Bữa nay trúng nữa cả nhà. Rồi ốp máy luôn cả nhà. Rồi trong này thì mình cũng có con cái luôn. Bãi này mấy chiến trước cũng có dính nè. Rồi mấy chiến xa này thăm là chết quá không. Chiến này rồi, chiến này dịch ra thấy cái lưng luôn. Con này chắc không lớn đâu, nhì nổi không đây. Con này có thể là nhì ta, sao nặng nặng. Ô lúa nhiều cái nhờ, lúa mình bỏ quá nhiều. Hân nó mới ị nè, con này vô cũng lâu lắm mà. Rồi ốp máy luôn cái nhờ. Rồi, trong cái đám sậy này mình cũng có con cái luôn. Hồi chiến gọi thăm cũng chính được con hành, hành ba, hành nhì mình cũng quên rồi. Mình cái này thăm chiến này chiến thứ tư, bảy này mình cũng mới chạy nền. Ồ kiến bù dữ à, kiến bù là không ổn, kiến bù là có vấn đề. Em chuột nguyên sinh. Rồi trong này mình cũng có con cái luôn cả nhà. Cái bẫy này cũng thường dính gắn lắm, chiến rồi cũng dính à. Chiến này biết sao, mình thăm cái này chắc mình bắt ba con gắn ra luôn cả nhà, hết bảy xí cua. Khui thấy lúa ép ra ngoài nhưng mà kiến nó bu dữ rồi, chắc chuột chết. Đúng là chuột chết. Ốp máy luôn cả nhà. Tiến hành bắt ban gắn ra luôn cái nha. Nãy thì chết mình rút bảy, có ba con hành bắt ra chưa rồi, để hồi hết bảy xí cua này thấy ngon rồi đó. Thân nữa luồng bảy mà dính được gì là mừng dữ lắm luôn rồi. Giống khúc sau còn dính. Con ngựa là thấy một ký dỗ mồ hôi sức mồ hôi. Đồ này nhà trước này nó cũng thao chuột, mình thăm nãy giờ cũng thao đâu, nó sắp con này. Hành nhì, hành ba, lúa mình bỏ quá nhiều. Có khi bữa nay mình dính hai con hành nhất luôn. Con này dính. Con này thì ông chú ông đang phát, mình vô mình thăm luôn. Nói chuyện với ổng hết hồn mình mới. Nhất không? Con này nhất không? Ra coi, thấy nó nặng như đó. Rồi con này nhất, con này nhất xiềng luôn, 600 mấy luôn, quá đã luôn. Nặng cân quá, 600 phẻ luôn. Còn con nữa, con này có thể là nhất luôn. Con này mình quên nè, mình thăm bỏ đâu hai quận mình mới nhớ lại, như còn cái bẫy đó.
đúng là còn thiệt. Bẫy bị quên, cái bẫy này dính ngựa dữ lắm nè. Ô con này dài dữ. Ô con này vô lâu quá bị tét dai. Con này hơn 600 à, bà con này ơi. Dám có 700 á. 700 mà có. Con này bị hơi ốm. Chô chắc lâu rồi. Quá đã luôn cả nhà, hai con luôn, hai con nhất à. Hai con nhất là trúng mánh rồi đó. Đi hết thấy mệt à. Ý. Ôi, nó quăng dính tài luôn. Đúng cái nhà. Clip slip luôn. Hai con hành nhất là thấy khỏe con ơi luôn. Rồi tới cái tiếp theo quay chia sẻ luôn cả nhà. Rồi, trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này cũng thường dính gắn lắm. Nhưng mà hình ba với hình nhì hổ ngựa. Chiếc này có cái gì không? Chiếc gọi chết quớt. Chiếc này thì chuột nguyên sinh. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Cái bẫy này cũng thường dính gắn lắm, nhưng mà hành ba nhiều, nhì cũng ít. Chiến gọi thăm thì hình như chuột chết hay sao. Chiến này sao đây? Wow. Phần vàng. Phần đóng rồi cả nhà. Đó. Phần. Quả wow, không biết nặng hay nhẹ đây. Ui nhẹ mà. Nó hình ba nữa cả nhà. Thấy thân mình lật bẫy luôn là tưởng đâu dữ lắm rồi chứ. Đây. Cũng ngon. Rồi ốp máy luôn cái nha. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Cái bẫy này mình cũng mới chạy nền. Nói chung thăm cái ngày bẫy gắn này nó hên xui dữ lắm cô chú anh chị. Làm như giống chó nó hù chật cái bẫy mình ra rồi. Đây nhé. Cái vỏ bao bẫy mình. Rồi xui luôn. Ôi đây chó nó này. Cái bẫy này mình hy vọng lắm luôn. Cái bẫy mình nằm ở đâu để nó giật tới đâu. Quậy te tua nát. Bệnh nhà lòng luôn. Không biết nằm cái bẫy nằm ở đâu. Rồi mình ốp máy luôn cái nha. Rồi, trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này mình thăm 3 chuyến dính 3 con đó nha. Cái bẫy mình bữa nay sao trống lỏng luôn rồi. Bữa nay mà dính nữa là dữ lắm ạ. Không thấy phân rồi. Phân cũ với phân mới đi ta. Phân bên này cái nha. Bẫy này mình thăm 3 chuyến là dính 3 con. Dấu quần quần này không biết phải không. Đúng rồi dính luôn cái nha. Rồi cái bẫy nặc đơn sơ 4 chuyến 4 con luôn. Quá ngon. Rồi ốp máy luôn cái nha. Cái này mình làm cái dấu vậy nè. Để sau này có gắn vô mình dễ mình nhìn ở ngoài mình biết. Rồi ốp máy luôn cái nha. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này mình thăm 3 chiến dính 2 con. Đây là khu vườn nhà đó cái nha. Mình đặt sau hè. Chiến gội cái này thì chết chuột. Cái chiến này sao đây. Ôi dồi. Dữ lắm luôn rồi cái nha. Dạch trái dừa ra mà đóng phân nè. Hai mé này khủng khiếp đóng phân. Biết nặng không đây. Con này chết. Sao nhẹ vậy. Ôi em hành ba luôn. Cái đóng phân hết thân vậy. Mà ăn hành ba má ơi. Nè cái nha. Đóng phân cỡ này á. Nghĩ hàng khủng không á chứ. Rồi để mình ốp máy mình bắt con gắn này mình dồn vô một bẫy nha cả nhà. Thì hết bẫy xi cua rồi. Rồi ốp máy luôn cả nhà.
trong này mình cũng có một cái luôn. Bẫy này chứ người mình thanh mình thấy da hổ hành nó lột gần 7 luôn mà sao nó không vô. Nó lột ngay miệng hôm 7 luôn đó nha. Chứ này sao đây? Chuột duyên sinh rồi chứ. Chứ người da nó lột đây nè. Mình không vô bẫy. Rồi ốp máy luôn đó nha. Rồi tiếp tục trong này mình cũng có một cái luôn. Thì mình còn cái này cái nữa cũng hết luồng bẫy của buổi sáng ngày hôm nay rồi cô chú anh chị. Bẫy này thăm hai chuyến thì là vớt chớ không. Người ta dọn rồi không biết tới bẫy mình không. Nên rút hơi rồi để này. Rồi cái này chắc nước ngập chuột nghẽo luôn. Rồi cái này rút thôi được rồi đó. Thăm ba chuyến rồi chết chuột không. Ốp máy luôn đó nha. Trong này mình cũng có một cái luôn. Mới chạy nền hồi chiến rồi. Thăm cái này xong mình đắp gắn ra luôn. Cái cuối cùng biết nằm trên nào đây nhảy ra. Thăm ngược rồi nó hơi khó một chút. Chỗ nào đây, đây bể mình nằm ở đây. Có gì không? Điểm như thế cũng êm quá mà. Rồi nhẹ tơn luôn. Cái cuối cùng chuột còn luôn cái nha. Chọc chọc bá luôn. Rồi ốp máy luôn cái nha. Rồi tiến hành bắt ba gắn ra luôn cô chú chị. Ba con mà mình dồn vô hết nó. Học bẫy này hai con. Bị nãy bị chó nó giật hết mất hết cái bẫy cái nha. Mình phải dồn vô một bẫy dặn mình lấy bẫy xí cua cho cái điểm đó mình tin tưởng nhất luôn mà đi biển chó nó kéo mất tiêu mà chỗ đó cũng có chó nữa chứ con hàng này còn cái bẫy này là thăm 4994 con. Chiến trúng không từ đã từ xuống 7 tới giờ là nó trúng nhưng mà nó không bằng chiến này. Chiến này nó dính hành là hành nhất tới hai con hành nhì nữa này nó ngon thiệt chứ. Đầu tiên mấy chiến trước rồi nó xuống là dính toàn hình 3. Này mình dồn vô 72 con. Nhầy à. Con nhà hành ba. Này thì mình quả của mình quá êm không? 4 kg mấy 5 kg gắn. Cái luồng này mình mới xuống là 30 cái. Rồi hao hết này kia nó còn hai mấy cái. Này thì trúng nữa rồi đó. Này con hành nhất. 4 kg mấy 5 kg này mình đoán tầm đây là 5 kg. Hai con hành nhất là thấy 1 kg mấy rồi. Với con ngựa nữa là 2 kg rồi. Với mấy hành nhì hành ba này nữa là tầm 4 kg mấy 5 kg gắn là chắc ăn không chú anh chị. Còn gì mà nó làm cái khô dữ vậy. Quá êm luôn chú anh chị. Chiến nào cũng được như vậy là ngon. Nhầm luồng thăm hai mấy ba chục cái, hai mấy cái dính được con kia gắn. Tự nhiên nó trúng cái luồng này nó trúng đã chứ. Cho mình xin kết thúc clip tại luôn nha cả nhà. Trước khi kết thúc mình cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có những giây phút thư giãn xem video nha. Cô chú anh chị có yêu thích cái môn săn bắt này nha, cô chú anh chị đăng ký ủng hộ cho mà xin một lượt chia sẻ, lượt like nha cô chú anh chị. Rồi, hẹn cô chú anh chị trong clip tiếp theo luôn. Bye bye.